Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những cơn bão số 10, số 12, những cơn bão thiên tai mà tôi đã thưa với anh chị em lúc đầu lễ, những cơn bão đó đã đến và đã đi. Cho dù hậu quả của chúng có nặng nề, nhưng sức tàn phá của chúng tôi cho rằng không bằng những cơn bão khác, những cơn bão không đến từ thiên nhiên mà đến từ các trào lưu của giới trẻ hôm nay. Một trong những trào lưu xã hội ào ào như một cơn bão mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em hôm nay là cơn bão cuồng thần tượng ở giới trẻ Việt Nam hiện nay. Cơn bão cuồng thần tượng ở giới trẻ Việt Nam hôm nay. Cơn bão hay là trào lưu cuồng thần tượng này, hay là sùng bái thần tượng này, đã trở thành một vấn đề xã hội, ảnh hưởng đến lối suy nghĩ cũng như lối sống của rất nhiều những người trẻ hôm nay. Để là người sành điệu, những bạn trẻ này phải tìm cho mình một thần tượng. Thường thần tượng là những ngôi sao trong ngành giải trí, như là các ngôi sao ca nhạc, người mẫu, diễn viên, vân vân. Rồi khi chọn được cái thần tượng như vậy, các bạn trẻ này ráng bắt chước làm sao cho thật giống với thần tượng của mình. Giống từ kiểu tóc cho đến phong cách ăn mặc, giống từ dáng đi cho đến cách cười nói, vân vân. Thánh lễ này dành cho giới trẻ đây, không biết là các bạn trẻ ở đây mỗi người có thần tượng cho mình không? Ai có thần tượng cho mình giơ tay tôi coi. Cảm ơn anh. Có một người có thần tượng đây hả? Quý vị nào không có thần tượng giơ tay cao lên cho mình coi gần. Không có thần tượng, ai không có thần tượng giơ cao tay phía trên lầu. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ở dưới này xin giữ 1 2 3
Không có thần tượng. Không biết là quý vị không có thần tượng hay chưa chọn cho mình được thần tượng? Hay là còn đang trong quá trình tìm kiếm hả, chọn lựa hả? Như vậy những người không giơ tay tôi hiểu là chúng ta đều có thần tượng hết phải không ạ? Ai có thần tượng là những ngôi sao của Hàn Quốc? Xin giơ tay. Không có ai giơ tay hết, chắc là ngại. Ok, nhưng mà tôi đoán có thể là có những anh chị em có đó. Ví dụ như Bai Grain chẳng hạn, phải không ạ? Nói chung là những bạn trẻ hôm nay chọn cho mình một thần tượng, bắt chước thần tượng của mình và mong muốn để trở thành một phiên bản A phẩy của thần tượng mà mình mê mẩn. Có những người đã sẵn sàng chờ đợi vật vã cả ngày đêm ở những điểm mà thần tượng của họ sẽ đến. Rồi họ ráng tiếp cận thật gần thần tượng của mình. Rồi thì nào là kêu la, gào thét, bấu víu, khóc lóc, ngất xỉu nữa. Và thưa anh chị em, có những bạn trẻ đã cuồng thần tượng đến độ khi mà cái anh chàng ca nhạc, ca sĩ của Hàn Quốc Bai Rin đó đến Việt Nam, thì có những bạn trẻ tuổi teen đã đến để mà hôn cái ghế mà cái anh ca sĩ này vừa mới ngồi, và phấn khởi hãnh diện vì mình đã được hôn ghế của thần tượng ngồi. Họ cuồng đến mức như vậy. Thưa anh chị em, có người đã cho rằng cơn bão cuồng thần tượng ở giới trẻ Việt Nam hôm nay xuất phát từ nhiều yếu tố. Nhưng một trong những nguyên nhân chính là vì giới trẻ hôm nay không có lý tưởng, không có điểm tựa tinh thần. Vì vậy họ phải sống cuộc sống của người khác, và họ phải khiến mình, bắt mình đi tìm cho mình một thần tượng, và ngày càng lệ thuộc vào thần tượng của mình. Tuy nhiên theo tôi, thưa anh chị em, có lẽ khuynh hướng tìm kiếm thần tượng và sao chép phong cách lối sống của thần tượng với ước mơ để hoàn thiện bản thân mình là một khao khát có từ trong sâu thẳm của con người. Vấn đề nằm ở chỗ là ai mới là đích thực thần tượng của chúng ta? Ai mới đích thực là thần tượng của chúng ta? Câu hỏi này hôm nay tôi đặt ra cho tôi và cho tất cả anh chị em hiện diện ở đây. Ai? Nếu khuynh hướng đi tìm thần tượng là một khuynh hướng, là một khát vọng từ trong sâu xa của con người, thì với chúng ta ai mới đích thực là thần tượng của chúng ta? Các bài đọc lời Chúa hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Chỉ có một Thiên Chúa. Chỉ có một Thiên Chúa. Ngoài ra không có Chúa và cũng chẳng có thần nào khác. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, ngôn sứ Malachi nhắc lại lời Chúa phán với dân Israel. Chính ta là vua cao cả và danh ta được kính sợ giữa chư dân. Những lời này làm nền tảng để Israel trở thành dân của Chúa. Thế nhưng, thưa anh chị em, trong suốt chiều dài lịch sử của dân Chúa, niềm tin tưởng vào một Thiên Chúa là vua cao cả duy nhất của mình đã không ít lần bị những cơn bão chuộng thần tượng, chuộng tượng thần tàn phá. Nhiều lần dân Chúa đã phản bội Thiên Chúa để chạy theo việc thờ cúng những thần của dân ngoại, hay họ đi thờ những hình tượng mà tự tay họ làm ra. Tác giả Thánh Bình 106 đã phải thốt lên: họ đúc một con bê rồi phủ phục tôn thờ tượng đó, và họ đổi Chúa vinh quang lấy hình bò ăn cỏ.
Người ta đánh đổi Chúa của họ, đánh đổi Thiên Chúa duy nhất của họ để chọn cho họ một thần tượng là con bò. Thưa anh chị em, những cơn bão về tượng thần nơi dân Israel khi xưa ngày nay đang biến hình sang một dung mạo mới, đó là những cơn bão thần tượng trong giới trẻ thời đại chúng ta mà tôi đã nêu ra cho anh chị em. Rõ ràng tượng thần hay thần tượng là cám dỗ, là xu hướng từ trong sâu xa của phận người. Biết như vậy, cho nên trong bài tin mừng theo Thánh Matthew chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu đã xác tín lại cho chúng ta rằng anh em chỉ có một cha là đấng ngự trên trời, và anh em chỉ có một thầy, chỉ có một người lãnh đạo là Đức Kitô. Như vậy, trước những thách đố của những cơn bão hay là những trào lưu tượng thần hay thần tượng trong xã hội này, tôi thiết nghĩ lời Chúa hôm nay soi sáng cho chúng ta để chúng ta biết tìm về với căn nguyên niềm tin của mình. Chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Cha, đấng chúng ta tôn thờ, và chúng ta chỉ có một thần tượng, một thần tượng viết hoa, thưa anh chị em, một thần tượng đúng nghĩa, một thần tượng thực sự, chính là Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta được mời gọi sống sao cho thật sát với cách mà Đức Giêsu đã sống, đó là sống chân thành, yêu thương và khiêm nhường phục vụ. Trong thời của Đức Giêsu, chẳng phải là có biết bao nhiêu những thầy dạy nổi tiếng, những nhà hiền triết, những bậc khôn ngoan. Thế mà tại sao dân chúng, tại sao các môn đệ lại tìm đến và đi theo Đức Giêsu? Chắc chắn điều thu hút các môn đệ và dân chúng theo Đức Giêsu chính là vẻ đẹp phát xuất. Vẻ đẹp không phải từ khuôn mặt, dung mạo hay quần áo fashion, mà vẻ đẹp xuất phát từ tấm lòng thương cảm, từ sự chân thành, từ đời sống khiêm cung và từ những việc làm thiện lành ở nơi Đức Giêsu. Đức Giêsu đấng đã luôn luôn cúi mình xuống để tiếp xúc, để đụng chạm và gánh lấy gánh nặng nề của con người, bất kể người đó là ai, sang hay hèn, đạo đức hay tội lỗi, khỏe mạnh hay bệnh tật. Đức Giêsu, hiện thân của tình thương và lòng thương xót, luôn có sức hấp dẫn, luôn có sức thu hút đặc biệt với con người. Tiếc thay, những bạn trẻ trong xã hội hôm nay không nhận ra điều đó. Có lẽ là vì họ hiếm khi nhìn thấy chân dung của tình thương, chân dung của lòng thương xót nơi Đức Giêsu thể hiện ở trong đời sống của những người chung quanh. Cho nên họ đã phải chạy theo những tượng thần, những thần tượng khác mà họ cho là tuyệt hảo, như những ngôi sao ca nhạc hay ngành thời trang, vân vân. Nói như thế, thưa anh chị em, trách nhiệm của chúng ta chẳng phải là bắt chước và họa lại hình ảnh của Đức Giêsu trong đời sống của chúng ta mỗi ngày hay sao? Nếu những người trẻ hôm nay chưa chọn thần tượng của họ là Đức Giêsu của tình thương và lòng thương xót, thì chúng ta hơn lúc nào hết, chúng ta cần trình bày cho họ biết về một hình mẫu thần tượng đích thực của tất cả mọi người, của tất cả mọi thời đại. Đó chính là Đức Giêsu Kitô. Nếu anh chị em, tôi cũng như anh chị em, tất cả chúng ta đây, chúng ta thật sự
chọn Đức Kitô và chúng ta sống theo phong cách của Đức Kitô, chúng ta họa lại hình ảnh của Đức Kitô ở trong đời sống của chúng ta, thì tôi tin chắc là những người trẻ hôm nay họ sẽ biết đến một thần tượng đích thực là Đức Giêsu, và họ sẽ chọn thần tượng đó chứ không phải là những thần tượng hay những tượng thần người trần mắt thịt mà họ tạo ra, họ dựng nên qua những công nghệ lăng xê hay những lời bàn tán. Và nếu chúng ta họa lại được hình ảnh của Đức Giêsu ở nơi đời sống chúng ta qua cung cách sống, qua việc chúng ta trình bày niềm tin của mình, thì tôi tin rằng chúng ta có quyền tin tưởng để lòng của chúng ta chan chứa niềm tri ân cảm tạ như lời Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 mời gọi chúng ta. Cuối cùng, thưa anh chị em, tôi ước ao rằng tất cả những gì tôi cũng như anh chị em chúng ta bắt chước Đức Giêsu làm ở trong cuộc đời mình thì không phải để chúng ta trở thành thần tượng ở trong mắt nhau hay trong mắt người đời, nhưng để chúng ta họa lại chân dung của Đức Giêsu Kitô cho con người hôm nay, đặc biệt là giới trẻ trong xã hội này. Nhờ đó chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp ở trong mắt Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa sẽ tôn vinh và ân thưởng cho chúng ta bây giờ và mãi mãi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.